35 duyên khởi chủng tu niệm Phật đường và mở liên xã tại chùa Tư Phước, Phụng Dương, năm Dân Quốc 26-1937. Trong thánh giáo của Như Lai, pháp môn vô lượng tùy ý nương theo một pháp nào đó, dùng bồ đề tâm tu trì cũng đều có thể liễu sanh thoát tử thành Phật đạo. Nhưng khi đang tu còn chưa chứng, sẽ có sự khó dễ nhanh chậm rất lớn. Cầu lấy pháp viên mãn nhất, nhanh chóng nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất, vừa khế cơ lẫn khế lý, vừa là tánh vừa là tu, thích hợp khắp ba căn, thông nhiếp hoàn toàn loại căn lẫn độn căn, là chỗ quy túc của các tông luật giáo thiền mật, là con đường tắt để trời người phàm thánh chứng chân, thì không chi bằng một pháp tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây phương. Ấy là vì hết thảy pháp môn đều cậy vào tự lực, còn pháp môn niệm Phật cậy thêm Phật lực, cậy tự lực. Thì nếu chưa đoạn sạch phiền hoặc sẽ chẳng thể vượt thoát tam giới, còn cậy vào Phật lực, thì tín nguyện chân thành thiết tha sẽ có thể cao đăng chín phẩm sen. Người trong thời hiện tại muốn giải quyết xong đại sự sanh tử ngay trong đời này mà bỏ pháp này sẽ chọn chẳng có hy vọng gì. Cần biết rằng pháp môn tịnh độ, pháp nào cũng viên thông, như vầng trăng vàng vạc sáng ngời giữa trời, con sông nào cũng đều hiện bóng, thủy ngân rớt xuống đất viên nào cũng tròn xoe. Chẳng riêng gì cách vật trí tri, cùng lý tận tánh, giác thế, yết dân trị quốc, giữ yên cõi bờ, đều có lợi ích lớn lao, mà ngay cả sĩ, nông, công, thương muốn phát triển sự nghiệp, già trẻ, trai gái muốn tiêu diệt bệnh tật khổ sở, không gì chẳng tùy theo lòng cảm mà ứng, thỏa lòng mãn nguyện. Nay lòng người chìm đắm cõi đời loạn lạc đã đến mức tột cùng, biến loạn thị phi điên đảo đen trắng, tranh đoạt lừa gạt lấn át cực lực diễn ra. Nếu chẳng cứu vãn thì đạo lý làm người gần như diệt mất. Do vậy, những người hữu tâm các nơi đua nhau để xướng Phật pháp, nêu tỏ nhân quả ba đời, tỏ rõ sự luân hồi lục đạo, chỉ rõ sa bà trược ác, nêu rõ cực lạc nghiêm tịnh, để mong con người trong cõi đời này sẽ đánh đổ những tư dục sằng bậy, khôi phục lễ nghĩa, hòng còn sống sẽ dựa vào bậc thánh bậc hiền, liễu sanh thoát tử, mất về cõi cực lạc. Chùa Tư Phước ở Phụng Dương là ngôi chùa cổ đã trải mấy triều được ghi chép trong sách vở. Gần đây vị trụ trì không có tư cách hoằng pháp, những kẻ không biết Phật pháp đua nhau để sướng duy tân, phá trừ mê tín, toan muốn gấp rút hủy diệt ngôi chùa ấy. Tuy bậc minh triết dùng chánh lý để khuyên nhủ, bọn họ chọn chẳng chịu nghe. Đại biểu hội Phật giáo Phụng Dương là ông Hình Thuần Trai, phẫn uất chẳng quản tấm thân, bôn tàu tỉnh thành, gặp mặt chủ tịch là ông Lưu Tuyết Á, xin hãy ra thông cáo bảo vệ. May được ông Lưu tâm hộ pháp thiết tha, lòng yêu dân sâu đậm, lập tức ra thông cáo ngăn cấm nên mới giữ được chùa. Nhân sĩ địa phương do nghĩ Phật pháp lý trí cao sâu, lợi ích rộng lớn, liền nghĩ đến chuyện Tư Phước là chỗ danh thắng của đất Dĩnh. Từ xưa đến nay nhân dân vội ân đội đức của Phật nhiều khôn kẻ xiết, chẳng nỡ để mặc cho chùa hoang lương, do vậy lại tính chuyện phục hưng. Hiện thời đã tạo dựng năm gian niệm Phật đường, thỉnh pháp sư Bình Sơ tạm thời chủ trì chuyện ấy, tính thỉnh bao nhiêu đó vị sư có giới đức an trụ nơi đó để tu trì tịnh nghiệp quanh năm. Mộc một ngày rằm mỗi tháng, tín sĩ tại gia tụ tập niệm Phật một ngày để giúp cho việc đề xướng. Buổi chiều sau khi niệm Phật xong, bất luận là tăng hay tục đều có thể giảng diễn ý chỉ niệm Phật lớn lao và pháp ở trong trần lao học đạo, sống nơi dãy bái mà báo đền đất nước, cùng với sự giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành và lý, thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, tí nguyện niệm Phật cầu sanh Tây phương, để hết thảy mọi người đều biết duyên do, ai cũng có thể là Nghiêu Tuấn, ai cũng đều có thể thành Phật, sẽ trong hết thảy thời, hết thảy chỗ đều chăm chú mong thành thánh, học thành Phật. Đấy chính là pháp môn đại phương tiện, chẳng giữ địa vị mà bảo vệ đất nước, cứu dân, thay đổi phong tục nhưng chẳng lộ dấu vết. Nguyện dù tăng hay tục đều cố gắng công thì lợi ích ấy càng thêm lớn lao vậy. 36. Trình bày về việc quyên mộ in cuốn Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng, năm Dân Quốc 14-1925, được đi phần trình bày về biện pháp. Quán Thế Âm Bồ Tát trong quá khứ đã thành Phật từ lâu, trong vô lượng kiếp trước hiệu là Chánh Pháp Minh, nhưng do tâm từ bi tha thiết, lòng cứu khổ ân cần, chẳng hề tịch quang hiện hình trong chín giới, trong mười phương vô lượng thế giới tùy lại hiện thân độ thoát chúng sanh. Phẩm Phổ Môn nói, nên dùng thân nào để độ được
liền hiện thân ấy để thuyết pháp. Tuy là mười phương thế giới không cõi nào chẳng hiện thân, nhưng đối với thế giới Sa Bà nhân duyên rất sâu. Tuy những thân trong mười pháp giới không thân nào chẳng hiện, nhưng người đời thường gọi Ngài là Bồ Tát. Tuy những chỗ Ngài ứng hóa trọn các hoàn vũ, nhưng Phổ Đà Sơn tại Chiết Giang là nơi rõ ràng nhất. Ấn Quang được hưởng ân thật lớn, đội ân thật sâu. Thoạt đầu xuất gia tại Nam Ngũ Đài Sơn tại Thiểm Tây, tức là đạo tràng lên Đức Quán Âm hiện thân hàng phục rồng độc. Tiếp đó sống nhờ ở Phổ Đà trong biển Nam, chính là Thánh Địa, nơi Thiện Tài đi về Nam tham học với Đức Quán Âm. Thường nghĩ người đời chẳng biết lòng từ sâu xa, lòng bi rộng lớn của Bồ Tát, muốn sưu tập từ Đại Tạng và các sách vở, phạm những hạnh nguyện nơi bổn địa của Bồ Tát, và những sự tích Bồ Tát cảm ứng nơi phương này, soạn thành bài văn ca tụng, lại còn chú thích tường tận để những người cùng hàng trong cõi đời đều biết tấm lòng đại từ bi của Ngài Quán Âm, cũng như thật sự thật tí tùy loại hiện hình tầm thanh cứu khổ, ngõ hầu ai nấy sẽ đều cùng trì thánh hiệu, cùng tiêu nghiệp chướng, cùng tăng phước huệ. Khi sống thì làm người thân tâm thanh tịnh, thác sẽ dự vào hội của liên trì hải chúng, dùng những điều này để uốn nắn lòng người vãn hồi kiếp vận, ngõ hầu thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Tuy đã phát cái tâm ấy, nhưng do học thức thiền cận kém hèn, bút mực vụng về chất phác, chưa thể tiến hành ngay được. Khéo sao nhà đại văn học tỉnh Giang Tây là cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh lên núi thăm viếng, vừa gặp nhau đã thành bạn thiết. Do vậy bèn đem chuyện này gửi gắm, ông ta liền vui vẻ chấp thuận, rồi lắng lòng soạn thuật suốt cả 2 năm dòng, viết ra bản tụng văn đến hơn 2 vạn chữ. Đối với sự tích trong mỗi câu đều chú thích sau mỗi đoạn văn để người đọc vừa xem liền hiểu rõ ngay, tổng cộng gồm 3 quyển. Lại sao lục những nghĩa trọng yếu trong kinh đặt tên là kinh chứng, những dẫn chứng trích từ kinh điển gồm 1 quyển ghi kèm vào sau tụng văn. Lại còn có Kim Cang Kinh Công Đức Tụng, 1 quyển cũng ghi kèm vào sau để người tụng kinh niệm Phật để biết phương hướng, cốt sao từ phàm tâm thấy được Phật tâm, thỏa mãn nguyện độ sanh của Như Lai. Hiện nay thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống, thế đạo nhân tâm suy hãm đến cùng cực, riêng nhờ vào cuốn sách này để dẫn đường, hòng đẩy lui con sóng cuồng, nâng đỡ thế đạo, cùng lên bậc thánh, cùng chứng Bồ Đề. Nay đã sắp chữ cho khắc in, nguyện những thiện tín có sức đều cùng bỏ ra tịnh tài ngõ hầu, những người cùng hàng trong khắp cõi đời ai nấy đều được hội từ ân của Quán Âm Bồ Tát, để rồi cùng được đích thân chứng đắc Phật tánh vốn có, viên mãn vô thượng giác đạo. Một tấm lòng khăng khăng như thế mà thôi. Phần sau lược đi. 6. Câu đối bắt nguồn từ đầu đời Tống, thuộc hậu chúa Mạnh Xưởng viết câu đối mừng xuất mới. Từ đấy tăng tục đều dùng câu đối để tán tụng công đức, nêu tỏ đạo nhiệm màu, giải bày những điều ấp ủ trong lòng, hoặc nhờ đó để khuyên nhủ những người cùng hàng. Bộ Vân Thê Pháp Vượng từng chép những câu đối nay noi theo dấu thơm để đổi lấy một trận cười. Ấn Quang ghi: 1. Câu đối tán dương Phật Thích Ca. A. Hạ đâu xuất như giáng thần, trụ thế bát thập kỷ niên, linh kiểm giới chúng sanh triển kiến, bản lai chân diện mục, đồ minh tinh nhi ngộ đạo, đàm kinh tam bách dư hội, tỷ đại thiên Phật tử phục quy nguyên, hữu kiệm gia hương. Từ đâu xuất giáng thần, trụ thế suốt 80 năm khiến cả 9 giới chúng sanh thấy tột cùng bản lai chân diện mục, thấy sao mai ngộ đạo, giảng kinh hơn 300 hội, hồng Phật tử khắp cõi đại thiên trở về lại chốn quê hương sẵn có. B. Phật ứng Tây Cản độ chúng sanh dĩ ngộ chứng Bồ Đề, cố cảm thiên long thường ủng hộ, pháp lưu đồng độ khai văn hóa, nhi trấn pháp lung quý, trí linh hiển trí tận quy tông. Phật ứng hiện trời Tây cứu độ chúng sanh ngộ chứng Bồ Đề, nên cảm trời rồng thường ủng hộ, pháp truyền sang xứ Đông mở mang văn hóa, rúng động tiếc đuôi khiến cho hiển trí đều quy ngưỡng. C. Tam hoặc tận nhi nhị tử vong, nhất trần bất lập, ngũ uẩn không nhi lục căn tịnh, vạn đức viên trương, tam hoặc hết nhị tử tiêu mày trần chẳng lập, ngũ uẩn không 6 căn sạch, muôn đức trọn bày. D. Viên ngộ tạng tánh, triệt chứng tự tâm, đạo thông thiên địa hữu hình ngoại, từ khởi vô duyên bi vận đồng thể, ân biến thánh phàm hàm thức chung. Viên ngộ tạng tánh, chứng tổ tự tâm, đạo thông trời đất vượt khỏi hữu hình, khởi vô duyên từ vận bi đồng thể, ân trùng thánh phàm thấu cùng hàm thức. E.
Ký hữu tình cộng chứng chân thường bà tịch diệt tâm thuyết viên thông pháp kỳ hàm thức đồng đăng giác ngạ y nhất thật đạo khai phương tiện môn mong hữu tình cùng chứng tâm chân thường sẵn tịch diệt nói pháp viên thông cầu hàm thức đều lên bến giác nương đạo nhất thật mở cửa phương tiện ép hoa nghiêm đốn diễn viên tông độc bị thượng căn thượng vị tất phủ xuất thế độ sanh chi hoàng thệ hạnh nguyện đạo quy cực lạc toàn thâu kiểu giới phương khang đại xứng thành đạo lợi vật chi bản hoài tình hòa nghiêm giảng tông viên đốn chỉ thích hợp thượng căn vẫn chưa khế hợp hoàng thệ độ chọn chúng sanh phẩm hạnh nguyện dẫn về cực lạc chọn bao trùm chín giới mới kham thỏa bản hoài thành đạo lợi muôn loài hai câu đối tán dương a di đà phật mặc nhạ nhất xương siêu thập địa tu tri lực tự quát tam thừa chớ ngờ một câu siêu thập địa phải 26 chữ chọn tam thừa ba câu đối tán dương phật thích ca hoa biểu viên nhân hiển như lai thành thủy thành trung chi đạo nghiêm trương thật quả thị chúng sanh tâm tác tâm thị chi môn hoa biểu thị viên nhân tỏ rõ đạo thành thủy thành trung của như lai nghiêm trang bày thật quả chỉ bày môn tâm làm tâm là nơi chúng sanh bốn câu đối tán dương phật di đà a Như Lai chừng tế vô phương quảng độ chúng sanh tu độ ngã ngô bối linh bình một ký bất niệm di đà cánh niệm thủy Như Lai cứu vớt khôn ngàn muốn rộng độ chúng sanh phải độ ta trước đã bọn ta lênh đênh không nơi nương tựa chẳng niệm di đà còn biết niệm ai b y hoàng thệ nguyện kiến triết nhiếp chi pháp môn đàn khẳng nhất tâm chỉ danh tự nhĩ tiềm phủ thật tướng tỷ tứ thánh lục phàm đồng chứng chân thường cố đắc kiểu giới hàm quy thập phương cộng tán dĩ đại từ bi lập hiểm hân chi thắng hạnh nhược năng sơ độ tác chất hà nan đốn nhập tịch quang đạo tam thừa ngũ tánh tề đăng tịnh vực nhân từ thiền kinh cầu xiển vạn luận quần tuyên đường thệ nguyện rộng sâu lập pháp môn chiết nhiếp chỉ cần nhất tâm chỉ danh từ đấy ngầm hợp thật tướng khiến tứ thánh lục phàm cùng chứng chân thường nên được chín giới đều hướng về mười phương cùng khen ngợi dùng từ bi rộng lớn tạo thắng hạnh ưa chán nếu được sanh về sơ độ khó gì mau nhập tịch quang dẫn tam thừa ngũ tánh đều lên cõi tịnh do vậy ngàn kinh cùng xiển dương muôn luận đều tuyên nói c ương đương phát nguyện nguyện vãng sanh cách lộ khê sơn thiết mạc tùng đầu tái lai quyến luyến tự thị bất quy quy tiện đắc cố hương phong nguyện trực tu toàn thể tổng thân thừa hãy nên phát nguyện nguyện vãng sanh núi khe nẻo khách từ dày thôi quyến luyến tự mình chẳng về về liền được gió trăng quê cũ toàn thể hãy tự vâng d thành tựu lục bát đại nguyện cư tây phương dĩ tác phật cửa hoa tạng thế giới chư trang nghiêm viên chương tịnh độ mẫn niệm kiểu phẩm hàng linh hướng đông vực nhi thủy từ dẫn xa bà quốc trung chúng nam nữ đồng vãng liên bang thành tựu 48 đại nguyện làm Phật chốn Tây phương toàn thể thế giới hoa tạng trang nghiêm chọn phô tịnh độ nghĩ thương khắp chín phẩm hàm linh rủ lòng từ đông độ dẫn khắp cõi nước xa bà nam nữ cùng đến liên bang e xả tây quy tiệp kính kiểu giới hữu tình thượng hà dĩ viên thành giác đạo ly tịnh độ pháp môn thập phương chư Phật hạ bất nam phổ lợi quần manh bỏ đường tắt tây phương chín giới hữu tình trên lấy gì để viên thành giác đạo để pháp môn tịnh độ mười phương chư Phật dưới chẳng thể lợi khắp quần manh g ngũ trụ nhị chấp bông quang đốn viên phủ tứ đức tam thừa lục đạo khắc niệm định chứng ư nhất chân ngũ trụ nhị chấp nương quang nhanh chóng viên thành tứ đức tam thừa lục đạo quyết lòng chắc chắn chứng nhập nhất chân h Phật nguyệt hoàng thâm thập phương cộng tán sanh tâm khẩn đáo kiểu giới đồng quy nguyện Đức Phật rộng sâu mười phương cùng khét ngợi tâm chúng sanh gấp tới chín giới đều hướng về y thọ lượng vô biên thụ cùng tam tế quang minh hữu tượng hoành biến thập phương thọ lượng không ngàn mé theo chiều dọc tột cùng ba đời quang minh hiện hình ảnh theo chiều ngang trọn khắp mười phương gì khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn lạc bang hữu lộ khởi tín tức sanh biển khổ vô biên quay đầu là bờ cõi vui có nẻo tin tưởng liền sanh ca duy kỳ ngũ trược đốn không nhậm tha hương vô nhân phần địa vô nhân tảo
thẳng đắc nhất chân cộng chứng, tự nhĩ nguyện linh ngã mãn, tâm linh ngã an, chỉ mong màu không ngũ trược, nào quản hương không người thắp, đất không người quét. Nếu được cùng chứng nhất chân, từ đấy nguyện khiến ta thỏa, tâm khiến ta an. Năm câu đối tán dương Phật Di Lặc. Bảo các phú thập hư, uyển nhược không hạc vạn tượng, phân thân biến trần sát, trực đồng nguyện, ấn thiên giang. Các báo dập mười phương giống hệt hư không chứa muôn hình tượng, phân thân khắp cõi trần nào khác vầng trăng yên bóng ngàn sông. 6. Câu đối tán dương Phật Di Đà. A. Tế độ vô phương lân y thể nhất, tân lương võng trắc mần bỉ mê thâm. Tế độ khôn ngàn xót chúng sanh vốn cùng một thể, bến bờ nào thấu thương hữu tình mê muội sâu xa. B. Thệ nguyện hoàng thâm thập phương cộng tán, từ bi quảng đại cửu giới đồng quy. Thệ nguyện rộng sâu mười phương cùng khen ngợi, từ bi rộng lớn trên giới đều nương về. 7. Câu đối tán dương ngài Di Lặc. A. Thản phúc tiếu dung nhiếp hải chúng, phân thân tán ảnh thị thời nhân. Bụng rộng mặt cười nhiếp hải chúng, phân thân hiện bóng dạy người đời. B. Yến tọa đẳng nhân lai, dự nhiếp long hoa, hội lý hữu duyên chi bối, phùng cơ dĩ tiếu ứng, viên trương đại đỗ. Bỉ trung vô sở bất dung, ngồi lặng đợi người đến. Nhiếp sẵn hạng hữu duyên trong hội long hoa, gặp căn cơ bèn cười, vô trọn bụng to đùng, không gì chẳng chứa. C. Lầu các môn khai, viên trường pháp giới tu nhân sự, từ bi nguyện phổ sự nhiếp long hoa chứng quả nhân. Cửa lô các mở trọn bày sự tu nhân nơi pháp giới, từ bi nguyện khắp nhiếp sẵn người chứng quả hội long hoa. 8. Câu đối tán dương Đức Quán Âm. Hữu cảm tức thông, thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt, vô cơ bất bị, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Có cảm gì liền thông, ngàn sông in bóng, nước ngàn trăng, không căn nào chẳng ứng, vạn dặm không mây, vạn dặm trời. 9. Câu đối tán dương Đức Phật. Trẻ chứng nhất chân pháp giới, tam hoặc tận nhi nhị tử vong, đức siêu thập địa, phổ linh kiểu loạn thánh phàm, ngũ quần không nhi, lục độ cụ, đạo kế đại hùng. Chứng tột nhất chân pháp giới, tam hoặc hết nhị tử tiêu, đức siêu việt hàng thập địa, khiến khắp chí mạng thánh phàm, ngũ quần không lục độ trọn, đạo thừa kế đấng đại hùng. 10. Câu đối tán dương Quán Âm Bồ Tát. A. Nhất trần bất lập, đắc chân viên thông, hiện tùy loại trục hình, tri thân, tầm thanh cứu khổ, ngũ quần giai không, chứng đại tịch diệt, y tức tâm tự tánh tri đạo, thuyết pháp độ sanh. Mày trần chẳng lập, đắc chân viên thông, tùy loại theo hình hiện thân, tầm thanh cứu khổ, ngũ quần đều không chứng đại tịch diệt, nương đạo tự tánh nơi tâm thuyết pháp độ sanh. B. Vân khởi từ môn mẫn bỉ mê tình bất dị ngộ, ba đẳng nguyện hải lân y Phật tánh liễu vô thủ, mây giấy cửa từ thương lũ mê tình chưa dễ ngộ, sóng trào biển nguyện xót thay Phật tánh khác chi đâu. C. Từ bi tâm thiết tuy cứu khổ dĩ tầm thanh, thường trụ lăng nghiêm đại định, giữ bà tình ân túng đậu cơ nhi thuyết pháp, viên trương tịch diệt chân tông. Tâm tử bi tha thiết, tuy hai cứu khổ tầm thanh vẫn thường nhập lăng nghiêm đại định, lòng cứu vớt ân cần, dấu hô thuận căn cơ thuyết pháp, cứ chọn bày tịch diệt chân tông. D. Chiếu kiến ngũ uẩn giác không, thuyết pháp độ sanh thủ cùng tam tế, chứng cực nhất thừa thật tướng, tầm thanh cứu khổ hoành biến thập phương. Soi thấy năm uẩn đều không, thuyết pháp độ sanh dọc cùng tột ba đời, chứng cực nhất thừa thật tướng, tầm thanh cứu khổ ngang trọn khắp mười phương. E. Thệ nguyện hoàng thâm xứ xứ hiện thân thuyết pháp, từ bi quảng đại thời thời cứu khổ tầm thanh. Thệ nguyện rộng sâu chốn chốn hiện thân thuyết pháp, từ bi rộng lớn luôn luôn cứu khổ tầm thanh. F. Pháp pháp viên thông cố danh tự tại, đầu đầu hợp đạo nhân hiệu phổ môn. Pháp nào cũng viên thông cho nên tên tự tại, chuyện gì thảy hợp đạo bởi vậy hiệu phổ môn. G. Từ khởi vô duyên ân châu thứ loại, bi hương đồng thể đạo khải đa môn, giấy lòng từ vô duyên rộng ban ân muôn loại, vận lòng bi đồng thể mở mối đạo nhiều môn. 11. Câu đối tán dương Thế Chí Bồ Tát. A. Bổn nguyện bất vi nhiếp niệm Phật nhân quy tịnh độ, phân thân vô lượng cư cực lạc quốc biến thập phương. Chẳng trái bổn nguyện nhiếp người niệm Phật sanh về tịnh độ, phân thân vô lượng ngự cõi cực lạc trọn khắp mười phương. B. Đồ nhiếp lục căn hoạch đại tịch diệt, đơn đẻ nhất niệm chứng chân viên thông.
Nhiếp chọn 6 căn đắc đại tịch diệt, chỉ khỏi một niệm chứng chân viên thông. C. Dĩ trí huệ quang phổ chiếu nhất thiết, thừa viên thông đạo quảng độ chúng sanh. Dùng trí huệ quang chiếu khắp hết thảy, nương viên thông đạo rộng độ chúng sanh. 12 câu đối tán dương Bồ Tát. Chứng chư Phật bổn diệu giác tâm, tùng tư an trụ tịch quang, hưởng chân thường chi pháp lạc. Mẫn chúng sanh mê Như Lai tạng, cố phục hiện thân trần sát, tác đắc độ chi nhân duyên. Chứng tâm vốn diệu giác của chư Phật, từ đấy an trụ tịch quang, hưởng pháp lạc chân thường, thương chúng sanh mê tạng tánh Như Lai, nên lại hiện thân trần sát, làm nhân duyên đắc độ. 13 câu đối đề Phật điện. Minh hiển hàm gia, âm du phụ mẫu, thánh phàm phổ lạc, đức mại khung thương, ngầm lẫn hiển đều giác hộ, ân hơn cha mẹ, thánh cùng phàm đều lợi khắc, đức quá trời cao. 14 câu đối tán dương Đức Vi Đà hộ pháp. Bồ Tát hóa thân phụ chánh tồi tà hoằng thánh giáo, đồng chân nhập đạo an bang hộ quốc độ quần mê. Bồ Tát hóa thân giúp chánh dẹp tà hoằng dương thánh giáo, đồng chân nhập đạo yên cõi vững bờ rộng độ quần mê. 15 câu đối tán dương Vi Đà Bồ Tát ở phủ đà, hộ pháp an tăng tỷ hữu tình cộng nhập phổ môn, mãn quán âm nguyện, hàng ma chế ngoại, linh hàm thức tể đăng giác ngạn, toại thiện thệ tâm. Hộ pháp giữ yên tăng chúng, mong hữu tình cùng nhập phổ môn, thỏa tâm đức quán âm, hàng ma chế phục ngoại đạo, khiến hàm thức đều lên bờ giác, toại lòng, đấng thiện thạ. 16. Câu đối tán dương thiên vương ở phổ đà. Sĩ từ vân phổ phú trần hoạt, dĩ thiên vương thân tác Như Lai xứ, kỳ pháp vũ quân chiêm xa giới, hiện đại nhân tướng trấn viên thông tràng. Ngóng mây từ che khắp trần hoàn, dùng thân thiên vương làm sứ giả Như Lai, bọn mưa pháp thấm đều xa giới, hiện tướng đại nhân trấn đạo tràng viên thông. 17 câu đối tán dương quan đế, hạo khí dung thiên, ngưỡng hiệu nghĩa thiên chi phú tí, tinh trung quán nhật, thường tỷ Phật nhật dĩ chiêu trương. Hạo khí ngút trời cao, kính học nghĩa thiên thường che chở, tinh trung là nhật nguyệt, thường nương Phật nhật dạng phô bày. 18 câu đối đề Phật điện. Hạnh mãn quả viên, đạo tam thừa dĩ tè thành giác đạo, bi tâm nguyện trọng, chủng tứ sanh nhi cộng giới liên bang. Hạnh mãn quả viên dẫn tam thừa đều thành giác đạo, đi sâu nguyện nặng độ tứ sanh cùng đến liên bang. 19 câu đối tán dương tượng Quán Âm được thờ tại giếng tiên nhân thuộc phổ đà, bi nguyện hoàng thâm cố tùng cá lý dũng cam lộ, từ ân hạo đãng trí sử khoản khu tận kiệt thành, bi nguyện rộng sâu nên từ chỗ này vọt lên cam lộ, từ ân lồng lộng khiến khắp trần gian cạn tấc lòng thành. 20 câu đối đề tại điện Phật. Giáo diễn thiên viên thống kiểu giới nhi tể độ, đức toàn phước huệ siêu thập địa sĩ độc tôn. Giáo giảng thiên viên độ trọn khắp chín giới, đức trọn phước huệ độc tôn hơn thập địa. 21 câu đối tại trí tích điện ở Linh Nham Sơn. Chứng pháp hoa Như Lai Linh Sơn, truy tùy đa bảo tháp trung Phật, hiện sắc thân dĩ y lục đệ, mẫn niệm diêm phù thế thượng nhân. Để chứng minh pháp hội pháp hoa, đến Linh Sơn theo hộ Phật trong tháp đa bảo, hiện thân trị bệnh em tể tướng lục tượng tiên, nghĩ thương người đời cõi diêm phù. 22 câu đối tán dương ngài trí tích ở Linh Nham. A. Linh Nham linh tích hữu vĩnh phù, túc hiển luân hồi khoáng viễn, trí tích trí mưu khả lục tướng, dụng chương Phật đạo uyên thâm. Linh Nham xấu thiêng hãy còn vĩnh viễn, đủ rõ luân hồi xa vời, trí tích khôn khéo khơi gọi lục tướng, nhằm vô Phật đạo thẳm sâu. B. Thánh đức nang tư đặc hiện tượng thân, thuyết pháp yếu bi tâm vô ký, vĩnh lưu bổn tự tác bình mông. Thánh đức khó lường riêng hiển hiện thân, tượng nói pháp yếu bi tâm vô ký, mãi lưu lại chùa này để trò che. 23 câu đối đề tại tàng kinh các. Như Lai quảng vận từ bi sướng đàm, tam tạng thậm thâm chi diệu điển, phổ sử chúng sanh khai phát bồ đề, tiêu dung hoặc nghiệp đãng hôn mê nhi phục thường tịch chiếu, nhiếp quả giác nhi tổng tác nhân tâm, trực đồng lộ trích thương minh, tiện thị uông dương đại hải, chân đảo hóa dục lợi ích nan danh, ngã bối hân phùng minh hối, càng bớt tốt niên ngột ngột, y giáo tu hành triệt đẻ cùng nguyên, ẩm tư nhất vị tự thừa khánh không hậu tế, đạo oán thân dĩ cộng xuất úy đồ, dụ ký ngưỡng thủ phù Phật lực.
Hoàng đế Bất Vong Phó Trúc Bát Bố Ngũ Thời Bí Mật Chi Chân Thuyên Tất Linh Hàm Thức Văn Huân Bát Nhã Thanh Tịnh Căn Thân Liễu Quái Ngại Hề Hoạch Bổn Viên Thông Tức Phạm Tình Hề Toàn Trương Thánh Trí Vô Dị Trần Đầu Hoa Nhạc Đốn Thành Ngập Nghiệp Cao Sơn Hộ Niệm Bảo Tuy Công Huân Võng Trắc Ngô Xài Hạnh Ngộ Chỉ Nam Cố Đương Trung Nhật Càn Càn Kiệt Thành Chỉ Tụng Đăng Phong Tạo Cực Quán Bỉ Thái Hư Do Tư Châu Biến Thập Phương Phù Bão Dữ Dĩ Tề Chân Đạo Ngạn Vĩ Kỳ Thượng Báo Ư Quân Ân Như Lai rộng mở lòng từ bi rằng thông suốt diệu điển tam tạo rất sâu khiến khắp chúng sanh khơi mở bồ đề tiêu tan hoặc nghiệp gột sạch hôn mê khôi phục tịch chiếu thường hằng nhiếp quả giác về trọn nội tâm hệt như giọt sương rơi vào biển thẳm bèn thành biển cả mênh mông u đúc trường dưỡng lợi ích khôn nêu bọn mình mừng gặp giáo huấn dạng ngời dám trọng quanh năm miệt mài y giáo tu hành thấu đáy tột nguồn uống một vị ấy từ đấy dũng tăng hậu tế dẫn oán thân cùng thoát nẻo đường kinh sợ hoàng cung kính đáp đền phật lực hoàng đế thường chẳng quên phó trúc ban bố lời chân thuyên năm thời bí mật hồng mọi phàm thức nghe tập bát nhã thanh tịnh căn thân chọn không vướng mắc thấu đạt viên thông vốn sẵn dùng phàm tình chọn nêu thánh trí khác gì hạt bụi vun vào hoa sơn mau thành núi cao ngất ngường hộ niệm trở tre công huân chẳng xiết lũ tai may gặp chỉ nam thông tỏ át nên chọn buổi khăng khăng kiệt thành trì tụng tới ngọn lên đỉnh thấy thái hư kia do đê chọn các mười phương ôm giữ mọi loài cùng ta tới biến đạo mong vĩnh viễn báo đáp ơn vua 24 câu đối để phát đường huệ diệm trùng trùng thước phá thiên niên chi ám thất phát nguyên cồn cồn tư sai ngũ tánh chi linh miêu lửa huệ trùng trùng sáng bừng nhà tối ngàn năm nguồn phát cuồn cuộn sanh thành mầm thiêng ngũ tánh 25 câu đối đề tảng kinh cát pháp hải uông dương thâm thám triệt đẻ chi nguyên phương khả vị vô cô phật hóa nghĩa sơn tiêu tuấn trực thượng tuyệt cao chi cảnh thì tam vân bất phụ kỳ linh biển pháp mênh mông dò tận đáy nguồn thâm thẳm mới dám bảo chẳng phụ ơn phật giáo hóa núi nghĩa vòi vọt lên thẳng đỉnh cao chót vót mới đáng nói không phụ bảo tánh mình 26 câu đối đề tại phật điện trong tảng kinh cát Phật quang phổ chiếu thập phương giới, pháp vũ quân tư ngũ tánh căn. Phật quang chiếu khắp cõi nước mười phương, mưa pháp thấm đều căn cơ ngũ tánh. 27 câu đối đề tảng kinh cát. Ngũ thời ngôn giáo phi dị phi đồng, vị thật thi quyền khai quyền hiện thật, hiểu như hải dựng bách xuyên xuyên phó hải, tam thừa đế lý, tức đa tức nhất, do tánh hiện tướng, nhiếp tướng quy tánh, trực tự không hàm vạn tượng, tượng y không. Năm thời ngôn giáo chẳng khác chẳng đồng vì thật bày quyền mở quyền hiển thật dường biển cả chứa đựng trăm sông sông xuôi về biển ba thừa đế lý vừa nhiều vừa một do tánh hiện tướng nhiếp tướng về tánh hệt hư không bao hàm muôn tượng tượng nương hư không 28 câu đối để giảng đường pháp hội hoàng khai giáo hạnh tịnh tấn dục đắc thiên cơ phổ dục lợi độn tề tu thị cố lược tư thông đồ biến dùng đặc biệt dĩ hoa nghiêm viên mãn bồ đề chi diệu nhân duy tài đạo quy tịnh độ giảng diên đại khải lý sự song tuyên lý cầu vạn phái triều tông thánh phàm đẳng ích do tư sản cứ tự lực chú trọng phật gia ký sa bà cụ túc hoặc nghiệp chi hàm thức hiện sanh đồng phó liên trì pháp hội mở rộng giáo hạnh cùng tiến muốn lại khắp làn căn cơ lợi độ đều tu vì thế bỏ qua đường chung chọn đề cao pháp đặc biệt bảy diệu nhân viên mãn bồ đề trong hoa nghiêm chỉ nhằm dẫn về tịnh độ giảng tòa khơi lớn lý sự cùng giảng toan cầu chọn muôn phái hướng về thánh phàm cùng ích do vậy lựa bỏ tự lực chuyên chú trọng phật gia hộ mong hàm thức đầy dẫy phiền nghiệp tại sa bà đời này cùng đến liên trì cậy vào tự lực gọi là pháp môn theo được lối thông thường cậy vào phật lực gọi là pháp môn đặc biệt phật giáo tịnh nghiệp xã khánh thành giảng đường sai tôi soạn câu đối do vậy bẻ nêu bày tông chỉ 29 câu đối tại niệm phật đường a hà tất vấn thị thùy thử đạo ư kim chiêu nhật nguyệt đản năng thường hệ niệm phật tâm vô xứ bất tử bi cần gì hỏi là ai đạo này nay đã dạng ngời nhật nguyệt chỉ cần thường hệ niệm phật tâm không đâu chẳng tử bi b quyết chí cầu sanh hiệu tích hiền tương tháp tiểu tháp nhất tâm ước niệm trí kim nhật nhân vân diệp vân
Quyết chí cầu sanh vào người hiền thừa xưa đem lập. Đáp lạc, một lòng nghĩ nhớ, tới nay người nói sao, ta cũng nói vậy. C. Nhân giới sanh định, định huệ viên minh bồ đề bổn, do giáo nhập tịnh, tịnh thiền quán triệt giác đạo thành. Bởi giới sanh định, định huệ viên minh là cội bồ đề, do giáo nhập tịnh, tịnh thiền quán triệt thành tựu giác đạo. D. Được tu giới định huệ không tắc vô ngã kiến, thường niệm từ bi hỷ xả phương khế Phật tâm. Tận lực tu giới định huệ không sẽ không ngã kiến, thường luôn niệm từ bi hỷ xả mới học Phật tâm. E. Liễu quân đại sự duy tu tịnh, sướng Phật bổn hoài tại vãng sanh. Song đại sự của ông chỉ có tu tịnh, thỏa bổn hoài của Phật ở nơi vãng sanh. F. Tam nghiệp tương ứng, vãng sanh hữu phần, lục căn đô nhiếp, kiến Phật vô nan. Ba nghiệp tương ứng vãng sanh có Phật, sáu căn nhiếp trọn, thấy Phật chẳng khó. G. Chiếu kiến ngũ uẩn sai không, viễn ly điên đảo mộng tưởng, đô nhiếp lục căn tịnh niệm, thượng hợp bổn diệu giác tâm. Soi thấy năm uẩn đều không, xa lìa mộng tưởng điên đảo, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm, trên hợp giác tâm vốn màu. H. Ngũ uẩn giai không, lục căn câu tịch, nhất trần bất nhiễm, vạn đức viên trương. Năm uẩn đều không, sáu căn đều lặng, mày trần tràng nhiễm, muôn đức trọn bày. 30. Cầu đồ hy đề tam giáo đường. Nho thích bổn đồng nguyên, đạo tịnh hành nhi bất bột, nội ngoại nguyên nhất thể, vì sao hiển nhi di trương. Nho thích vốn cùng nguồn, hai đạo cùng hành không chống trái, trong ngoài nguyên một thể, lý dọa lẫn nhau thêm dạng ngời. 31. Câu đối đề tác viện ngài Vĩnh Minh. Tông kính viên chiếu vạn thiện đồng quy, bổn giáo nghĩa nhi tục huệ mạng. Pháp hòa nhất bộ, Phật sự bách bát, chấn đại cơ dĩ cảnh ngu ngoan. Tông kính chiếu trọn vạn thiện đồng quy, bổn giáo nghĩa nối tiếp huệ mạng. Pháp hòa một bộ, Phật sự trăm tám, giấy đại cơ nhắc nhở bướng ngu. 32. Câu đối đề trí giả phường. Giáo phán ngũ thời hóa nghi, hóa pháp song thuyên, linh thiếu thân thừa chư thiện thệ, Phật minh lục tức, tâm tác tâm thị tịnh xiển, chi na hoàng đạo vô nhị nhân. Phán định giáo pháp gồm năm thời, hóa nghi hóa pháp cùng giảng, non linh thiếu đích thân hầu chư thiện thệ, giải nghĩa chữ Phật bằng lục tức, tâm làm tâm là đều vô, cõi trung hoa hoàng đạo chẳng một ai bằng. 33. Cầu đồ hy đề khổng thánh điện, kế vãng khai lai đạo thông thiên địa hữu hình ngoại, tổ nghiêu thuật tuấn ân biến phi tiềm dị loại chung, kế thừa người trước hơi lối kẻ sau, đạo thông trời đất vượt ngoài hữu hình, dùng phụng đạo nghiêu noi giữ phép tuấn, ân trùng bay lượn trọn khắp muôn loài. 34. Câu đối đề như ý liêu, vạn đức hồng danh thường ước niệm, bách ban huyễn bạch tự tiêu trừ, vạn đức hồng danh thường nghĩ nhớ, trong cơn huyễn bệnh tự tiêu trừ. 35. Câu đồ hí đề địa tạng đàn. Hồng nguyện phát thời sanh mông độ thoát, tôn kinh diễn xứ tội tự tiêu vong. Nguyện lớn phát lên chúng sanh được độ thoát, tôn kinh vừa giảng tội chứng tự tiêu vong. 36. Câu đồ hí đề pháp hoa đàn. Đại sự nhân duyên đoan quy thật tướng, nhất thừa nguyên bổn tại báo thân ân. Đại sự nhân duyên đầu mối quy về thật tướng, cội nguồn nhất thừa tại nơi báo ân cha mẹ. Cội nguồn nhất thừa tại nơi báo ân mẹ cha. 37. Câu đối đề cửa tam quan. A. Kinh thừa bắc khuyết, luật xiển nam sơn, tục huệ mạng ư tương lai, trực sử phổ thiên hàm thức, đốn minh tịch diệt chân tâm thụ cùng tam tế, đạo kế tây cản tông truyền đông chấn, khai Phật tri ư tương niệm, hàng linh pháp giới hữu tình, triệt ngộ viên thông diệu tánh, hoành biến thập phương. Kinh đường cửa bắc, luật hoàng non nam, nối tiếp huệ mạng tới tận tương lai, khiến hàm thức khắp trời mau tỏ chân tâm tịch diệt, theo chiều dọc cùng tột ba đời. Đạo nối trời tây tông chuyển xứ đông, mở bài Phật tri kiến nơi đương niệm, khiến hữu tình pháp giới triệt ngộ diệu tánh viên thông, theo chiều ngang trọn khắp mười phương. B. Nghệ bồ đề tràng thú tịch diệt điện, đăng viên thông lộ nhập giải thoát môn, đến bồ đề tràng tới điện tịch diệt, lên đường viên thông vào cửa giải thoát. 38. Câu đối đề vườn rau. Địa tráng thái căn thô, nhân chân quả chánh, phấn đa gia tử đại, đức hậu phước long. Đất phí như củ mập, nhân chân quả chánh, phần mùn nhiều cà to, đức giải phước thịnh.
39 câu đối để sân khấu. A. Quyền chế bài trường phù giáo hóa, xảo thủy minh huấn, trấn cương thưởng. Phương tiện lập sân khấu để giúp giáo hóa, khéo léo nêu minh huấn, trấn hưng cương thưởng. B. Ngụ bao viếm biệt thiện ác, khánh ương phước cực, báo bất sàng ưu thục nặc hiển gian, phát quý trấn hưng doãn tác thiên thu tảo giám, phủ giáo hóa trấn cương thường, tử hiếu nhân trung, nghĩa các tận ư quân thần, phụ tử, di phong dịch tục, tuân vi vạn thế điển hình, ngụ ý khen chê phân biệt thiện ác, lành giữ phước xui quả báo chẳng sai, lành giữ hiền gian, trấn động kẻ đuôi người điếc, xứng làm gương soi ngàn thu, giúp đỡ giáo hóa chấn chỉnh cương thường từ hiếu nhân trung tiết nghĩa, chọn hết vua tôi cha con, thay đổi nẻ nếp phong tục, tuân theo điển hình muôn đời. C. Điển hình thị bỉ tương lai, tỷ quầng phu khắc niệm tắc thánh, gian du chu ư dĩ vãng, thứ tiềm đức đại phát u quang, nêu bài gương mẫu cho tương lai, khiến kẻ cuồng khắc niệm thành thánh, giết lũ gian nịnh trong quá khứ, hỏng đức ngầm tỏa dạng u quang. 40 câu đối hết tại cửa tam quan. Am pháp như pháp đạo u thâm trực nhập, viên thông diệu cảnh, như môn quảng đại toàn trương tịch chiếu chân tông. Pháp đạo thẳm sâu vào thẳng, viên thông diệu cảnh, như môn rộng lớn trọn bài tịch chiếu chân tông. 41 câu đối mực lễ chuyển giới. Trường giới võng dĩ trấn tông phong, nhị đế viên minh thành thúc truy tung vãng triết, bố từ vân nhi giám pháp vũ, tam căn phổ dị phổ bị doãn khang di phạm hậu côn, căng lưới giới để dạng tông phong, nhị đế viên minh thật đáng nói dấu hiển nhân tuổi trước, của mây từ hỏng tới mưa phát, ba căn chọn độ quả sớm nêu gương hậu học mai sau. 42 câu đối về khóa giảng thiền lâm bảo huấn, lãng kính chi tàm hoàng bảo huấn, quy kim sư cổ trấn thiền lâm, soi cường biết thẹn hoàng dương bảo huấn, sửa nay noi cổ rạng rỡ thiền lâm. 43 câu đối viếng pháp sư. A. Dĩ cầu xanh đắc cố gương chi phong nguyệt, xanh bổn vô xanh, vô xanh nhi xanh, xanh ư vô xanh chi tịnh độ. Dĩ thị diệt tác hiểm đạo chi đạo sư, diệt thật bất diệt, bất diệt nhi diệt, diệt ư bất diệt chi uế bang. Lấy cầu vãng xanh để được cảnh gió trăng quê cũ, xanh vốn chẳng xanh, vô xanh nhưng lại xanh, xanh vẻ nơi tịnh độ vô xanh. Dùng hiện tịch diệt để làm đạo sư nơi đường hiểm, diệt thật bất diệt, bất diệt mà vẫn diệt, diệt nơi cõi uế chẳng diệt. B. Viên mãn bồ đề thường quang hiện xứ huyễn duyên diệt, trang nghiêm tịnh độ bổn hữu triệt thời chân trí sanh. Viên mãn bồ đề thường quang hiện hiện huyễn duyên diệt, trang nghiêm tịnh độ bổn hữu tỏ rồi chân trí sanh. 44 câu đối mừng thọ 50 tuổi. Hiệu bá ngọc chi chi phi, ngũ thập niên khiên viu, tùng tư tận sáng, sự trọng ni chi lập mạng, bách thiên thế ý phạm, vĩnh dụng tuân hành. Phòng cờ bá ngọc biết sai, tội lỗi suốt 50 năm từ đây sám sạch, noi khổng trọng ni lập mạng, hạnh đẹp cả trăm ngàn đời vĩnh viễn tuân hành. 45 câu đối viếng vị giảng sư chuyên giảng Lăng Nghiêm. Hội ấm nhập giới nhi đầu đầu hợp đạo, sổ thập niên giáo nghĩa tông phong, đổ thành cảnh ngưỡng mẫn căn trần đức nhi pháp pháp quy chân, nhất sát na nhân viên quả mãn, vĩnh tác tân lương. Gom ấm nhập giới chuyện gì cũng đều hợp đạo, mấy chục năm giáo nghĩa tông phong thật đáng ngưỡng mộ. Diệt căn trần thức pháp nào tất thảy quy chân, một sát na nhân tròn quả mãn, mãi là cầu biến. 46 câu đối mừng thọ. Kỳ lập lập nhân thị danh thượng thọ, chi phi phi đoạn khả vị trưởng niên. Tự lập lập người ấy là thượng thọ, biết sai sai dứt đáng gọi trưởng niên. 47 câu đối viếng người tu hành cao tuổi. Thiền tâm hư tịch, tịnh nghiệp tinh thuần, mông Phật tiếp dẫn dĩ vãng sanh. Bất uổng sổ thập niên lai, cư hải đảo, đạo mạo oai lăng, thanh trần trác lạc, linh nhân kính úy, nhi cảnh ngưỡng doãn, tham thiên bách thế, hậu tác điển hình. Tâm thiền chống lặng, tịnh nghiệp tinh thần, được Phật tiếp dẫn vãng sanh, chẳng uổng mấy chục năm sống ngoại hải đảo, dáng đạo oai nghiêm, lòng thanh siêu việt, khiến người kiêng nể ngưỡng mộ, đáng cho trăm ngàn đời sau noi gương mẫu. 48 câu đối viếng hòa thượng ký thiền chùa Thiên Đồng. A. Trì hiệu trước tất linh, nhận ảnh cuồng đồ tức thời hoàn đắc buồn đầu, khả thán thiên bất giá niên, trí sử pháp môn vong chỉ trụ,
Mỗi ngâm tệ tụng thanh vận khanh tương, phổ tỳ phao gia lãng tử, trợp hạ đốn khai bảo tạ, cam bi sự vị tọa trí, cự giao hậu tấn thất quy thẳng. Chạy, nhớ, niêm đè, ý chỉ rành rành, đều khiến những gã cuồng lầm bóng tức thở nhận biết đầu mình đáng than thay. Trời không cho sống thêm khiến cho pháp môn mất đi cổ trụ, thường ngâm kệ tụng thanh vận chéo rắt, khiến các bọn lãng tử bỏ nhà lập tức mở ngay kho báu, buồn tiếc vậy, sự nghiệp chưa thỏa chí đến nỗi họ học thiếu người uốn nắn. Câu đối này người quen biết, pháp tự hay vãn bối đều có thể dùng được. B. Thập tài trụ thiên đồng hàng dĩ thi ca chuyển mật ấn, nhất chiêu sanh Phật quốc, vĩnh tùy quán thế trực viên thông. 10 năm trụ thiên đồng thường lấy thi ca chuyển mật ấn, một hôm sanh nước Phật, mãi theo quán thế chứng viên thông. 49. Câu đối viếng hòa thượng ký thiền. A. Giải đồng tễ nguyệt phong quang, thượng kế mật vân chi pháp đạo, phương dục hoàng khai học hội, tiếp dẫn hậu côn, khải liệu cánh xanh cực lạc khắp nhân khứ, thi đàng kim thanh ngọc trấn, vĩnh vi hồ hải tri từ hàng, thượng kỳ thân chứng viên thông, tri tung tiên giác, cấp nghi phục nhập sa bà liễu nguyện lai. Giải hệt trăng trong gió mát, kế thừa pháp đạo của mật vân, vừa muốn rộng mở học hội tiếp dẫn đàn em, nào ngờ đã sanh về cực lạc để thỏa cái nhân. Thơ như vàng gieo ngọc chặn, mãi là thuyền từ trong biển khổ, vẫn mong tưởng chứng viên thông, đối vót tiên giác, gấp nên quay trở lại xa bà học thỏa trí nguyện. B. Thống pháp đạo tri thức vi, phúc ẩn kinh luân trí đồ khôi phục, viện quan trưởng dĩ tác kim thang, hạ ý bán đồ di thệ, ký tông phong chi phi chấn, tâm huyền tào giám khẩu thổ châu ti, san cước lê dĩ phổ lưu bố, khả vân vĩnh kiếp thường tồn. Đau vì pháp đạo suy vi, bụng chứa kinh luân trí mong khôi phục, cậy nhờ quan chức để bảo vệ, nào hay nửa đường khuất bóng, mong cho tông phong rạng rỡ, lòng sáng gương trong miệng phun châu ngọc, gạt truyền gai góc hồng rộng truyền, đáng gọi muôn kiếp thường còn. 50. Câu đối viếng hòa thượng Lưu Vân Quán Nguyệt. Ngưỡng thừa sư trí, sáng kiến thiền lâm, phổ linh tham tỉnh, truy lưu đắc dĩ, an thân lập mạng, hạnh trị niên cao đức thiệu, thức phạm hậu côn, hà duyên nguyệt lạc, thanh niên thủy đáo hải, thượng khấu đế hôn, khất ban long tạng, tất sử tôn giáo khai sĩ nhân tư đạt bồn cùng nguyên, ký kinh chất tạ thần thiên, thân thị đại giác, đường tất tầm minh lý địa đạo phù không. Kính vâng trí thầy tạo sự thiền lâm, khiến các tăng nhân tham thỉnh, nhờ đó an thân lập mạng, may được tuổi cao đức trọng dân nhắc đàn em, duyên trì trong khuất trời xanh nước trôi ra biển. Tới võ cửa khuyết, xin ban long tạng, khiến mọi khai sĩ thiền giáo do đây hiểu nguồn tột đáy, đã đành thân trả hồn rời, hầu hạ đại giác, ác sẽ tâm mở cõi lý, đạo hợp chân không.